sữa dưỡng thể hương nước hoa 3 tầng WEILAYA 200 ml dưỡng ẩm kéo dài suốt 24 giờ lưu lại hương thơm khó phai. Sữa dưỡng thể hương nước hoa 3 tầng Weilaya gồm 3 tầng hương, thứ nhất là hoa violet, bưởi. Dầu, thứ hai là hoa cam, hoa nhài, thứ ba là xạ hương, hương gỗ, vani. Tổng hợp cả ba mùi hương đều mang lại cảm giác dễ chịu. Tươi mát trên làn da. Kết hợp với công nghệ dưỡng da soft skin giúp dưỡng ẩm lâu, giúp da sáng đều màu, bảo vệ da trước các tác nhân có hại từ môi trường. Sản phẩm với dạng kem sữa dưỡng nên dễ dàng thẩm thấu qua các lớp biểu bì. Tác động sâu bên trong sản phẩm. Ngày nay, việc chăm sóc da không còn chỉ là việc riêng mặt cho mặt. Các vùng da khác trên cơ thể cũng cần nâng niu và trân trọng. Sản phẩm sữa dưỡng thể Waylaya là lựa chọn hàng đầu khi bạn muốn yêu lấy từng cm trên cơ thể mình. Công dụng chính của sữa dưỡng thể hương nước hoa 3 tầng WEILAYA sản phẩm giúp lưu lại hương thơm gợi cảm thanh mát với ba tầng nước hoa. Duy trì cảm giác mịn màng trên làn da, dưỡng ẩm chuyên sâu giúp da mịn màng, mềm mại. Từ đó nuôi dưỡng làn da trắng hồng. Dạng dỡ. Sản phẩm còn không để lại bết dính, nhờn rít trên da, cực kỳ dễ chịu. Thành phần của sản phẩm. Chiết xuất từ quả hoa tai cùi với hàm lượng đường và tính năng khóa ẩm tuyệt vời, với khả năng chống bám bụi thúc đẩy quá trình sinh trường. Tái tạo làn da căng tràn sức sống. Bên cạnh đó còn có quả việt quốc, bơ với dầu collagen phục hồi các kết cấu dưới da. Ngăn ngừa thâm sạm. Các thành phần trong hoa cúc trắng có trong sản phẩm giúp ngăn ngừa lão hóa tăng độ đàn hồi với kết hợp ẩm mượt. Ngậm nước của axit hyaluronic cực kỳ tuyệt vời đối với làn da. Giới thiệu về thương hiệu WEILAYA. Thương hiệu Weilaya được thành lập vào năm 2005. Đơn vị tiền thân của Weilaia được thành lập vào năm 1985 tại Đức. Bắt đầu từ kênh bán hàng chuyên nghiệp và sau đó không ngừng phát triển mở rộng với mô hình hoạt động đa chủng loại và đa kênh. Weilaia dốc sức nghiên cứu về làm đẹp và tóc, luôn tuân theo triết lý chất lượng sản phẩm sử dụng tiêu chuẩn dược phẩm để sản xuất sản phẩm. Liên tục giới thiệu khoa học kỹ thuật mũi nhọn, giới thiệu phương pháp quản lý khoa học Giám sát chặt chẽ chất lượng sản phẩm, đảm bảo tính an toàn và tính tiên tiến của sản phẩm. Qualia theo đuổi sự kết hợp hoàn hảo giữa sức khỏe và sắc đẹp, ủng hộ vẻ đẹp của thiên nhiên. Tuân theo triết lý thương hiệu xanh, tự nhiên, thực vật và sức khỏe, từ sàng lọc nguyên liệu đến chọn và chiết xuất. Từ nghiên cứu phát triển sản phẩm đến sản xuất, từ bán lẻ đến dịch vụ sau bán hàng. Tạo ra các sản phẩm và dịch vụ có giá trị cao cho khách hàng.